Ồ, hay quá, hai con luôn. Xong rồi. Cá hố. Đúng không anh? Có tổng chưa? Cá hố. Hôm bữa mình đào cái hầm nuôi rồi chú ơi. Nuôi hầm này nuôi ngon lắm. Vào ký sẽ bao nhiêu? Ồ, to quá từ. Ồ, to quá. Từ từ chú ơi. Nó đứt lưỡi rồi. Cái này phải lấy cái gì để thọc vô cái họng nó, đúng rồi, cái khứa nó đó, kéo được. Bay cái màng đó chú ơi, móc cái màng đó lôi lên được. Trời trời, ui trời, ui trời, ui quá to. To luôn. Đó. Đó. Còn nó nướng ngon chú ơi.